Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trước mặt nhà mình đây là một bộ sản phẩm bao gồm hai đoạn dài. Bình thường những cái bộ sản phẩm thì em làm theo tổng số là 6 món, sẽ có một đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn và hai chiếc đôn. Nhưng đối với bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu. Và bộ này thì hiện tại em đang làm hai đoạn dài với kích thước đoạn là dài 2m17, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m43 và sâu phủ bì thì là 75. Bộ sản phẩm này hiện tại thì em đã dát vàng các bác ạ, dát vàng bằng chất liệu vàng Đài Loan. Những cái bộ sản phẩm như thế này thì em làm kích thước ở chân 12, nó sẽ vừa vặn và cũng như là phù hợp với những không gian mà có kích thước nhỏ, ví dụ là khoảng 10-15 cho tới 20m2, ví dụ nhà phòng khách của nhà mình ấy, ở những cái khu vực nhà ống này hay là chung cư, cái diện tích phòng khách nó không quá là rộng thì các bác cũng có thể là kê những cái bộ sản phẩm là Louis Hoàng Gia. Đấy, có thể kê được những cái mẫu Louis Hoàng Gia và mở vào với cái kích thước mà hàng đặt như thế này, đặt hàng kích thước theo yêu cầu. Ngoài ra thì những cái bộ sản phẩm dát vàng như thế này thì em làm dát vàng hai mặt, mặt trước và cả mặt sau các bác ạ. Cả mặt trước và mặt sau đều dát vàng các bác nhé. Vách tựa lưng thì ở đây em đang làm vách tựa lưng là đục khung gương. Bàn thì cũng làm theo kích thước nhỏ, phù hợp với những cái bộ nhỏ như thế này. Và tất cả những cái bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia thì nó là những cái mẫu đục chạm, họa tiết hoa hồng và những cái họa tiết hoa lá tây thì đảm bảo với nhà mình rằng là sẽ không bao giờ sợ lỗi mốt. Trên phần trương này thì hiện tại em đang làm độ dày trương là dày 7 phân và trương liền khối. Đấy, trương là liền khối. Tay thì em làm tay đặc 100% và được làm trên chất liệu là gỗ hương đá. Thì đây là một chất liệu gỗ có độ bền rất là cao. Thứ hai nữa thì với cái chất liệu gỗ hương đá này thì nó rất là phù hợp với thời tiết khí hậu của người Việt Nam mình. Và ngoài ra thì nếu các bác sử dụng những cái sản phẩm hàng đồ gỗ hay là đặc biệt là những cái sản phẩm đồ gỗ tự nhiên thì thứ nhất là mình cần lưu ý những cái điểm, đó là về quy trình. Thứ nhất là đặt hàng. Nếu các bác đặt hàng thì các bác có thể là liên hệ với cơ sở em để mình có thể trao đổi trước về những cái vấn đề như là không được có rác này, không được có tâm này, hay là những cái sản phẩm của mình khi mà làm thì không được có mắt chết. Và làm thế nào để mình có được một cái bộ sản phẩm chất lượng tốt thì ngay từ ban đầu, ví dụ như là cái khi các bác đặt mộc là các bác đã, khi các bác đặt hàng là các bác đã phải tìm kiếm một cơ sở rất là uy tín, và mình nên học hỏi, mình lên tiếp nạp thêm những cái kiến thức về đồ gỗ nội thất, đấy, về đồ gỗ tự nhiên, ví dụ như là như thế nào là hàng có rác, đấy, như thế nào là hàng dính tâm và như thế nào là mắt chết. Thì thực ra hàng đồ gỗ này nó có gặp rất là nhiều những cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà các bác không biết thì mình sẽ mua phải những cái hàng mà kém chất lượng, thì trong cái quá trình mình sử dụng nó sẽ rất là bực tức. Đấy, cho nên là mình nên tìm hiểu thêm những cái kiến thức để mình có hiểu biết về đồ gỗ, thì khi mà mình đặt hàng thì mình sẽ nắm được đấy, rất là rõ, nắm được những cái sản phẩm của mình nó rõ hơn. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm khi mà đến với cơ sở em thì các bác sẽ nhận được chế độ, đó là bảo hành sản phẩm 5 năm, bảo trì sản phẩm trọn đời, và một chế độ đó là một đổi một trong vòng 30 ngày. Đối với bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia như thế này thì em làm cái hàng dày dặn, đó là hàng tiêu chuẩn là hàng khuôn 4 ván 2, cực kỳ là dày dặn các bác nhé. Bàn và đôn thì em có làm ngăn kéo. Những cái bộ mà dát vàng như thế này thì em lại có riêng một chế độ dành cho hàng dát vàng, đó là bác nào mà muốn dát lại vàng trong cái quá trình mình sử dụng mà các bác cảm thấy là cái vàng này của mình nó bị mờ đi, bởi vì là mình sử dụng hàng ngày, cho nên là em không thể nào mà giới thiệu là cam kết 100% là không bay màu hay là không mờ được cả. Cái vàng này mình sử dụng hàng ngày, nó sẽ theo thời gian, ví dụ như mình ngồi mình xoa nhiều nó sẽ theo thời gian và cái vàng này nó sẽ bị mất đi cái lớp bóng của nó, hay là nó sẽ bị mờ đi, nó sẽ không bóng như ban đầu. Thì cơ sở em sẽ hỗ trợ để cho thợ lên đến tận nơi. Đấy, ví dụ các bác có yêu cầu, cái nhu cầu muốn dát lại vàng thì em sẽ hỗ trợ tiền công thợ và tiền đi lại. Các bác chỉ việc là để bộ bàn ghế ở nhà mình thôi, em sẽ cho thợ lên đến tận nơi để dát lại vàng cho nhà mình. Đấy, mình chỉ mất thêm cái chi phí đó là tiền vàng thôi. Còn những cái bộ dát vàng như thế này thì thậm chí là đá nó còn mòn, chứ chưa nói đến là vàng dát lên bàn ghế. Và ngoài ra đi kèm theo bộ bàn ghế này thì em, các bác khách của bên em có đặt một sản phẩm nữa, đó là một chiếc đồng hồ tứ trụ. Và chiếc đồng hồ tứ trụ này thì em đang làm kích thước là cao 2m3, chiều ngang là 90 và chiều sâu của nó là 45 các bác nhé. Cái đồng hồ tứ trụ thì nó là một mẫu đồng hồ rất là dễ sử dụng và dễ kết hợp. Ví dụ như là các bác sử dụng một bộ Louis Hoàng Gia hay là sử dụng một bộ tần, mình cũng có thể kết hợp được mẫu đồng hồ tứ trụ.
Và hiện tại cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ là đang dát vàng. Nếu mà hàng đồng hồ tứ trụ không dát vàng thì hiện tại cơ sở em đang bán là 14.800.000. Còn cái hàng đồng hồ tứ trụ dát vàng như thế này thì giá sẽ là 18.800.000 các bác nhé. Riêng về đồng hồ thì em sẽ bảo hành máy cho nhà mình là trọn đời. Đấy, riêng về đồng hồ em sẽ bảo hành máy cho nhà mình là trọn đời luôn. Nếu các bác mà lắp pin mới vào mà nó không chạy thì cứ alo cho em. Em sẽ mang cho các bác một chiếc máy mới, toàn mới, mới hoàn toàn để thay vào, ví dụ mà trong cái trường hợp mà lắp pin mới hoặc là tất cả những cái khâu em hướng dẫn, nếu mà các bác lắp vào mà nó vẫn không chạy đấy, thì em sẽ bảo hành máy và đổi cho các bác một máy mới. Riêng về máy đồng hồ, còn sản phẩm thì em sẽ bảo hành 5 năm. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em ạ. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.